Bye bye. Mến chào anh em đam mê dòng chó săn xé Thái Lan. Thì hôm qua là ngày thứ bảy, là ngày 2 tháng 7 thì được mấy anh em ngoài Hà Nội, ngoài Bắc vào tham gia cái cuộc thi dog show tại nhà thi đấu Rạch Miễu anh em. Hôm nay mình ghé, mình ủng hộ và cũng như là giao lưu với anh em. Thì vào đây thì gồm cũng có là một người người bạn, nhưng cũng là một người anh, Lê Bảo Minh, thì cũng từ Long Biên vào để thi dòng chó bản địa anh em ha. Thì bên mình thì có tham gia một bé là màu Super Red, con này tên Boy anh em, của nhà dòng nhà anh Hải Như Hồng. Thì đây cũng là một người anh luôn, ảnh chơi đâu đó gần 10 năm, hơn mình cũng mấy năm. Nói chung ảnh cũng là một người anh hướng dẫn với mình những khi chập chững vào dòng chó săn chó sấy Thái Lan anh em. Thì con này gần 18 tháng, lưỡi đớm. Anh đem đi show thì có vẻ nó không phù hợp cho mấy. Hiện tại bây giờ rất là đông, dòng chó show thì thần kinh tương đối rất là tốt. Nó cũng không giống như là những con chó nuôi giữ nhà, chó săn. Thì con này lần này tham gia từ lúc nhỏ đẻ ra tới thời điểm này thì mới đem đi show lần đầu, nên ảnh có vẻ là cúp đuôi anh em ha. Nó đa nghi, tính cách nó đa nghi, có vẻ nó lạ và nhiều tiếng động. Thì do anh Hải này tương đối anh cũng có tập, nhưng mà nó cũng chưa có liên tục, hoặc là từ nhỏ tới giờ cũng chưa tham gia những cái show nào đó, nên đâm ra nó hơi nhát. Thì tham gia cuộc thi này bên bản địa thì gồm một chó sấy Phú Quốc nè, Bắc Hà và Hơ Mông Cọc Đuôi anh em. Thì anh em ngoài Bắc và trong Nam này thì ít cái chơi cái dòng bản địa nhiều, hầu như Phú Quốc nhiều. Còn anh em ngoài Bắc thì người ta chơi dòng Bắc Hà và Hơ Mông Cọc cũng rất là nhiều luôn, cũng tham gia cũng rất là nhiều loại chó, chó kiển. Dòng này là dòng Hơ Mông Cọc Đuôi anh em ha. Đó cũng là một trong những dòng chó săn quốc khuyển của Việt Nam mình. Hôm nay mình tới mình tham dự, mình xem coi như là cũng giao lưu, mình học hỏi và xem những dòng chó show thì hình dáng như thế nào. Nhưng mà riêng bản thân mình thì mình vẫn thích những con chó mà nó dữ hơn, trong nhà được tốt hơn và cái thần kinh tương đối nó ổn hơn, ổn định hơn. Để mình quay cho anh em xem ha. Đây là cuộc thi dòng chó bản địa anh em ha. Phú Quốc nè, Hơ Mông Cọc Đuôi nè, Bắc Hà nè. Cuộc show này là ngày 2 tháng 7. Hôm nay ngày Chủ nhật 3 tháng 7 thì có một show ở vẫn còn thi ở dưới nhà thi đấu Rạch Miễu anh em. Nhưng mà hôm qua do mình về buổi tối, hôm nay mình lên clip cho anh em xem. Thì đó, đấy là anh Hải đem con sấy Thái Lan vào cuộc thi. Đây là những chó Phú Quốc anh em. Nhìn anh em có thể so sánh cái dòng chó sấy Thái Lan, chó Phú Quốc nó to, nó bự, con cao hơn rất là nhiều, bự. Con này là đâu đó gần 45 kg anh em ha. Thôi, kết thúc video. Anh em thấy video hay, đăng ký và chia sẻ cho mình ha. Chào tạm biệt anh em.